Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu có thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài tính giá trị của biểu khất trang 34 với bài tập toán 3 sách chân trời sáng tạo. Giờ tính giá trị của biểu khất. Trước hết mình sẽ quan sát quyết dấu phép tính thích hợp. Mình sẽ quyết dấu phép tính thích hợp. Lúc đầu trong hồ có 14 con. Đây, mình thấy là lúc đầu trong hồ sẽ có 14 con vịt nha. Sau đó sẽ 5 con lên bờ. Như vậy mình sẽ lên bờ, có nghĩa là từ hồ lên bờ có nghĩa bớt đi 5 con khi mình sẽ thực hiện phép phép trừ. Vì số con lúc này trong hồ còn lại số con chính là 14 trừ 5. Đúng không? Giờ tiếp theo còn 3 con. Sau đó lại có 3 con khác xuống hồ nữa. Vì là xuống hồ nữa thì mình sẽ cộng thêm 3. Vì lúc này trong hồ có bao nhiêu con thì mình sẽ cộng thêm 3. Có nghĩa mình sẽ lấy 14 trừ 5 vào cộng 3. Đúng này. Có nghĩa là hiện giờ là lúc đầu trong hồ có 14 con vịt, lên bờ 5 con thì số còn lại thì mình sẽ lấy 14 trừ 5. Sau đó lại có 3 con khác xuống hồ thì mình sẽ lấy số đó mình cộng thêm cho 3. Có nghĩa là mình sẽ lấy 14 trừ 5 cộng 3. Đúng này. Như vậy lúc này mình sẽ có biểu khất để tính số con vật trong hồ chính là 14 trừ 5 cộng 3. 14 trừ 5 bằng 9, 9 cộng 3 bằng 12. Như vậy kết quả là lúc này trong hồ sẽ có 10, 12 con vật. Giờ tiếp theo mình sẽ viết vào chỗ chấm. Nếu trong biểu khất chỉ có phép cộng trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái và phải. Các em nhớ là nếu trong biểu khất chỉ có phép cộng, phép trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải nhé. Vậy ở đây mình sẽ để ra từ trái qua phải. Đúng này. Giờ như vậy là ví dụ mình sẽ có phép tính biểu khất là 14 trừ 5 cộng 3. Như vậy là trong biểu khất này mình có phép trừ, phép cộng thì mình sẽ thực hiện từ trái qua phải, có nghĩa mình sẽ thực hiện phép trừ trước. 14 trừ 5 sẽ bằng bao nhiêu? 14 trừ 5 bằng 9. Ở đây mình sẽ viết số 9. Cộng 3 viết lại. 9 cộng 3 sẽ bằng bao nhiêu? 9 cộng 3 sẽ bằng 12. Ở đây mình sẽ viết số 12. Đúng này. Như vậy các em nhớ là trong biểu khất chỉ có phép cộng trừ khi ta thực hiện phép tính từ trái qua phải là được. Giờ tiếp theo mình sẽ đến quyết dấu phép tính thích hợp. Xếp đều 10 con vịt vào 5 hộp, lấy 3 hộp như thế. Như vậy là ban đầu là mình sẽ có tất cả là 10 con vịt xếp vào 3 hộp, xếp vào 5 hộp. Ban đầu là có 10 con vịt xếp vào 5 hộp thì mình sẽ lấy 10 chia 5. Đúng này. Lấy 3 hộp thì mình sẽ lấy kết quả đó, mình sẽ nhân tiếp cho 3. Có nghĩa là lấy 3 hộp. Chia đều ra thì thực hiện phép chia, còn lấy thì mình sẽ thực hiện phép nhân. Đúng này. 10 chia 5 nhân 3. Xếp đều 10 con vịt vào 5 hộp thì mình sẽ lấy 10 chia 5. Lấy 3 hộp thì mình sẽ nhân cho 3. Mình sẽ có biểu khất chính là 10 chia 5 nhân 3. Nếu trong biểu khất chỉ có phép nhân chia thì ta thực hiện phép tính theo thứ tự cũng từ trái qua phải luôn nhé. Từ trái qua phải. Như vậy các em nhớ là nếu trong biểu khất chỉ có phép nhân phép chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải. Giờ biểu khất là 10 chia 5 nhân 3. Thì trong biểu khất này mình thấy có phép chia phép nhân thì mình có thể thực hiện từ trái qua phải, có nghĩa mình sẽ thực hiện phép chia trước. 10 chia 5 sẽ bằng bao nhiêu? 10 chia 5 bằng 2, ở đây mình sẽ viết số 2. 2 nhân 3 bằng 6, ở đây mình sẽ viết số sau. Đúng nè. Như vậy kết quả sẽ là số sau. Như vậy là trong biểu khất chỉ có phép trừ cộng trừ thì mình cũng tính từ trái qua phải. Nếu mà trong biểu khất chỉ có nhân chia thì mình cũng tính từ trái qua phải ha. Còn nếu trong biểu khất có cộng trừ nhân chia luôn thì mình sẽ nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 1 tính giá trị của biểu khất. Giờ câu A là 82 cộng 13 trừ 76. Trong biểu khất này mình thấy là có phép cộng phép trừ thì mình có quyền thực hiện từ trái qua phải. Như có nghĩa mình sẽ thực hiện phép cộng chứ. Mình sẽ lấy 82 cộng 13.
82 cộng 13 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nhé. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 2 cộng 3 bằng 5, mình sẽ viết số 5. Hàng chục 8 cộng 1 bằng 9, viết số 9, kết quả là 95. Trừ 76 mình sẽ viết lại, được nè. Giờ 95 trừ 76 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm tiếp. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, nhưng mà 5 nhỏ hơn 9, 5 nhỏ hơn 6 trừ không được. Mình sẽ lấy 15 trừ 6, 15 trừ 6 được 9, viết số 9. Rồi mình sẽ viết 9 với 1. 7 này khi 1 là 8, 9 trừ 8 bằng 1, viết số 1. Kết quả sẽ là 19. Giờ tiếp theo câu B, 547 trừ 264 trừ 200. Mình thấy là trong biểu khúc này mình thấy là có hai phép trừ thì mình cũng thực hiện từ trái qua phải. Có nghĩa mình sẽ lấy 547 trừ cho 264 chứ. Giờ mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 7 trừ 4 được 3, viết số 3. Hàng chục trừ hàng chục, 4 trừ 6 không được vì 4 nhỏ 6. Mình sẽ lấy 14 trừ 6. 14 trừ 6 thì được 8, viết 8 nhớ 1. Số 2 hàng trăm này khi 1 nhớ là 3, 5 trừ 3 được 2, viết số 2. Kết quả là 283. Trừ 200 này mình sẽ viết lại. Giờ 283 trừ 200 thì 200 trừ 200 hết còn là 83, đúng không? Như kết quả câu B sẽ là 83. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu C. Câu C mình có biểu khúc là 2 nhân 3 nhân 5. Như vậy là trong biểu khúc này mình thấy là có hai phép nhân. Thì mình cũng thực hiện từ trái qua phải, có nghĩa mình sẽ thực hiện phép tính 2 nhân 3 chứ. 2 nhân 3 thì bằng bao nhiêu? 2 nhân 3 thì bằng 6. Mình sẽ viết số 6. Giờ nhân 5 viết lại. Tiếp theo là 6 nhân 5 sẽ bằng bao nhiêu? 6 nhân 5 sẽ bằng 30. Ở đây mình sẽ viết số 30. Đúng không? Như vậy là mình xong câu C, mình sẽ qua tiếp câu D. Giờ câu D 16 chia 2 chia 2. Như là trong biểu khúc này mình thấy là có hai phép chia thì mình cũng thực hiện từ trái qua phải thôi. Đúng không? Có nghĩa là mình sẽ lấy 16 chia 2 chứ. 16 chia 2 sẽ bằng bao nhiêu? 16 chia 2 bằng 8, mình sẽ viết số 8. Giờ chia 2 phía sau mình sẽ viết lại. 8 chia 2 sẽ bằng bao nhiêu? 8 chia 2 sẽ bằng 4, mình sẽ viết số 4. Như kết quả cuối cùng sẽ là số 4 nha. Như là mình xong câu số 1 phần luyện tập nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm click video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 người ta nói là mỗi khung sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi khung sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 khung sơn đỏ và 1 khung sơn xanh nặng bao nhiêu kg? Giờ như vậy là câu này các em trả lời sao? Người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này? Người ta hỏi là 4 khung sơn đỏ và 1 khung sơn xanh nặng bao nhiêu kg thì mình trả lời là 4 khung sơn đỏ. Và một khung sơn xanh. Nặng số kg đây. Đúng nè. 4 khung sơn đỏ và một khung sơn xanh nặng số kg là, hoặc là các em để là nặng là cũng được nha. Ở đây mình sẽ để nặng là đi cho nó gọn nha. 4 khung sơn đỏ và 1 khung sơn xanh nặng là. Như vậy là 4 khung sơn đỏ, mỗi khung sơn đỏ nặng 2 kg, mình sẽ lấy 2 nhân 4. Cộng cho 1 khung sơn xanh này nặng 5 kg, cộng cho này. Giờ 2 nhân 4 cộng 8 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ như là mình sẽ tính nhẩm chỗ này nha. Ở đây trong biểu khúc này thì mình thấy là có phép nhân phép cộng. Mình sẽ nhớ là
Nhân chia trước cộng trừ sau nên mình sẽ thực hiện với nhân trước. 2 nhân 4 thì bằng bao nhiêu? 2 nhân 4 thì bằng 8. Được nè. 8 cộng 5 sẽ bằng bao nhiêu? 8 cộng 5 bằng 13. Như kết quả là 13 kg. Như vậy đáp số sẽ là 13 kg. Đúng nè. Giờ như là mình xong câu số 2 phần luyện tập nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video để biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giờ thì bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh Khải Liêm thì các em sẽ bấm nó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Khải Liêm nhé. Khải chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.